giới thiệu mấy cả nhà nhá, chiếc quạt công nghiệp nhá. Cái này là quạt là lồng 60 phân này, cánh 5 lá này. Cánh 5 lá là có ốp sắt ở đằng sau nhá. Đấy, cánh nhựa 5 lá và có ốp sắt, làm rất cẩn thận. Ốp sắt ở đằng sau cực bền luôn nhá. Cái này 5 lá, cánh 5 lá thì đường kính là 50 phân. Còn cái lồng của nó là 60.